Đây là một trong 307 lớp tập huấn từ năm 2013 đến nay do dự án sáng tạo khởi nghiệp SKC tổ chức. Tổng cộng đã có 23.800 lượt thành viên được bổ sung và nâng cao kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về kỹ năng quản trị cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng dự án kinh doanh khoa học và chuyên nghiệp. Chương trình này có sự đóng góp của hơn 50 chuyên gia tham gia chia sẻ hướng dẫn. Ngoài tập huấn, trong 8 năm qua, SKC còn có nhiều hoạt động khác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp như hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, xúc tiến thị trường, truyền thông và cuộc thi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ tài nguyên bản địa. Những hoạt động này mang ý nghĩa tạo môi trường khởi sự kinh doanh, giao lưu lành mạnh bổ ích cho các bạn trẻ, nung nấu ý định khởi nghiệp, thúc đẩy động lực khởi nghiệp cho các bạn trẻ. Năm 2021 thì BSA đang tập trung đẩy các dự án khởi nghiệp mà trong những năm qua đã theo cái chương trình khởi nghiệp có những dự án tham gia các cuộc thi của BSA. Thứ hai nữa là làm sao mà để giúp cho các em có cái nền tảng tốt hơn, cái mô hình kinh doanh nó ổn định, nó bền vững hơn. Dự án SKC đã tổ chức cho 6.550 lượt doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia 20 kỳ hội hàng Việt Nam chất lượng cao, 148 phiên chợ xanh tử tế, 44 phiên chợ nông sản và một phiên chợ khởi nghiệp. Ngoài ra, 51 doanh nghiệp khởi nghiệp được tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế. Năm 2021, các hoạt động khởi nghiệp, chương trình khởi nghiệp nông nghiệp của trung tâm BSA vẫn bám sát các mục tiêu tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đổi mới sáng tạo, có ứng dụng công nghệ và tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Cứ mỗi tháng là cứ có cái tư vấn với lại các bạn như thế nào, những cái nhu cầu gì các bạn tới và có thể một hai chuyên gia ngồi chia sẻ với các bạn. Cái thứ hai là huấn luyện, cơ bản là dành cho những bạn mà mới khởi nghiệp. Huấn luyện thứ hai là huấn luyện chuyên sâu, là dành cho các bạn đã khởi nghiệp rồi, có nền tảng rồi. Tại cuộc gặp gỡ giữa gần 20 doanh nghiệp khởi nghiệp với các chuyên gia huấn luyện và một số doanh nghiệp đồng hành như Thiên Long, Minh Long 1, Vinamid, Danny Green, Tân Hoàng Cầu, Nhựa Đạt Hòa, tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 25 tháng 3 vừa qua, các doanh nghiệp khởi nghiệp đều nêu lên những khó khăn thực tế như dòng tiền, nguồn vốn, quản trị nhân sự, xây dựng thương hiệu, kỹ thuật, quy trình quản lý doanh nghiệp, xây dựng nền tảng sản xuất hoàn chỉnh để đạt được những tiêu chuẩn dễ dàng chinh phục thị trường. Mình cần rất là nhiều thêm những cái sự kết nối khác. Ví dụ như một điển hình thứ nhất là về hệ thống nhân sự. Mình phải chuẩn về những cái con người, tại vì dù cho một dự án có giỏi tới đâu nhưng mà không có người giỏi và những có team để cùng làm với mình. Rất là mong muốn khi mà được đồng hành với BSA thì là sẽ có những cái lớp chuyên sâu, những cái lớp để mình tập huấn để mình có thể nâng cao được cái năng lực quản lý của mình. Các chuyên gia cho rằng trong thời gian tới cần tập trung huấn luyện những vấn đề chuyên sâu, tập trung nhiều vào từng bài học sát thực tế tình hình hoạt động của từng doanh nghiệp khởi nghiệp. Chương trình sẽ phân loại nội dung tập huấn theo những cấp độ, quá trình, kết quả thực tế của doanh nghiệp khởi nghiệp, tập trung đào tạo, hướng dẫn doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện các tiêu chuẩn HACCP, Local GAP, Global GAP, ISO để tham gia xuất khẩu sản phẩm ra thị trường, định hướng các lớp tập huấn chuyên sâu từ 3 đến 5 ngày theo từng chuyên đề cụ thể. Năm nay là mục tiêu của em quay về để ổn định và củng cố sản xuất. Và củng cố ổn định sản xuất ở đây đó chính là việc mình tiêu chuẩn hóa được để làm mở rộng ra, scale up lên cái sản lượng, là quy mô nhà xưởng và có những cái tiêu chuẩn để có thể đi ra thị trường nhiều hơn. Một trong những nội dung trọng tâm của SKC trong năm 2021 là tập trung kết nối và hỗ trợ các dự án đã phát triển thị trường tốt hơn, đưa vào chương trình hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp, chuẩn hóa giáo trình huấn luyện, đẩy mạnh xúc tiến thị trường, sàn thương mại điện tử, v.v. Hiện nay, các hợp tác xã liên kết nhận được hỗ trợ về kỹ thuật, vốn của nhà nước, nhưng các vấn đề phát triển thị trường chỉ chiếm 15%. Rõ ràng đầu ra của nền nông nghiệp Việt Nam còn rất lao đao. Chỉ có cách xây dựng các chuẩn theo xu thế chung, từ đó tạo được niềm tin cho đối tác, người tiêu dùng. Việc sản xuất theo chuẩn không có gì khó, vấn đề là doanh nghiệp trẻ cần tập trung và phải luôn thực hành để tạo thành thói quen. Có tham vọng là doanh nghiệp mình sẽ có đạt được tiêu chuẩn về SACCP, về những cái chuẩn an toàn thực phẩm, rồi chuẩn ISO trong sản xuất.
Tại vì những cái tín hiệu của được những cái đơn hàng từ nước ngoài về trong cái sản xuất của em, nó phải đạt được những cái tiêu chuẩn có thể tự tin đưa sản phẩm đi. Những cái buổi mà đi thực hành những doanh nghiệp khác, những doanh nghiệp bạn cùng khởi nghiệp với mình, hoặc là những doanh nghiệp lớn đã có một cái công ty chuẩn chỉnh rồi, thì những cái bài học đó vô cùng quý giá và nó thực tế cho mình. Để khi mà mình nhìn cái doanh nghiệp đó, mình thấy được cái việc sắp xếp từng cái bộ phận, sắp xếp từng cái dụng cụ, sắp xếp từng cái lối đi và từng cái quy chuẩn làm sao để mà mình thuyết phục được cái đối tác của mình. Hình thức huấn luyện thì chúng tôi đang nghĩ rằng là phải có trải nghiệm thực tế. Như vậy trước giờ thì mình học nhiều ở hội trường, thì có thể bây giờ mình sẽ tổ chức những cái lớp học chuyên sâu, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nhưng mà được tổ chức tại trang trại, tại nông trường, tại những cái cơ sở sản xuất. Để tăng tốc trở thành một doanh nghiệp lớn, ngoài các chương trình hỗ trợ của dự án sáng tạo khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp phải xây dựng doanh nghiệp như thế nào để khách hàng, đối tác nhận diện được, tạo được niềm tin. Có được điều này, yêu cầu những doanh nghiệp trẻ này phải có sự đầu tư vào hình ảnh doanh nghiệp, hình ảnh chủ doanh nghiệp.